khi mà họ đi chiến đấu trở về thì những người chiến thắng sẽ có cái vòng nguyệt quế đeo ở trên đầu này này. Từ đầu nó là cái vòng nguyệt quế đeo ở trên đầu. Sau đó họ treo lên tường, treo lên cửa. Đấy, các bạn biết không? Khi họ treo lên tường, treo lên cửa thì rất giữ như một cái vật kỷ niệm chiến thắng. Và hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các bạn làm vòng nguyệt quế nhá. Thì trước mắt các bạn, rồi vòng nguyệt quế ở trung tâm Olympia đấy, nó ở trên đầu. Giấy này gọi là giấy mỹ thuật. Và đây